Xin chào tất cả mọi người, mời mọi người cùng ngắm một cái mặt đồng điệu hồ phách đây, rất là xinh xắn và dễ thương. Đây, mặt đồng điệu hồ phách này thì có khối lượng là 5,8 gram, kích thước là đường kính là 31 mm và nó dày 9 mm. Em quay đầy đủ cả góc cạnh cho mọi người xem nhé. Để làm được một cái mặt đồng điệu như thế này thì người ta cần một viên hồ phách nó có kích thước này, khối lượng là tương đối lớn đây, với đường kính là đến 31 mm mọi người ạ. Đó, và chúng ta thấy là ở trong có côn trùng này, đây có một con côn trùng nhỏ này ở vị trí này mọi người nhé. Rồi là có cả cái vân này, rất là đẹp luôn, vân này rất đẹp. Mặt này thì chúng ta có thể là làm cái dây dù đen để đeo, và em hỗ trợ làm nếu như mọi người có nhu cầu nhé. Hoặc chúng ta về chúng ta làm cái móc bạc vàng để đeo theo cái sở thích cá nhân của mình, đảm bảo là đẹp, độc lạ và không đồng hàng với bất kỳ ai luôn. Mặt đồng điệu này thì nó rất là hiếm, rất là hiếm và nó ít khi về hàng, cho nên là nếu yêu thích thì mọi người hãy chốt ngay cho em vào số Zalo 0973241253 mọi người nhé. Đó, và chúng ta bấm vào cái link ở bên dưới để xem hình ảnh chi tiết cũng như thông tin đầy đủ của cái sản phẩm này. Cuối cùng là xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi.